đốt người trên tay tôi là cục gì đây? Đây cục sụp bò tôm hóc siêu to khổng lồ nhập khẩu trực tiếp từ Canada. Giá của nó không cao như mọi người nghĩ. Giá của nó ở cuối video sẽ là một bất ngờ dành cho bạn. Để chế biến được cái sườn bò tôm hóc này thì phải dùng cái cưa nó ra. Thường người ta sẽ cưa ở giữa hai cây xương thành một cây sườn to, nhưng mà làm như vậy thì nó rất là chế biến rất là lâu, nên mình ở đây mình cưa làm hai làm ba mỗi cây để cho chế biến nó nhanh hơn. Sườn bò mình cho ướp với ít dầu ô liu, lá hương thảo, tiêu và muối hồng, cuốn cho khoảng 5 đến 10 phút để cho bơ, bí tỏi vào chảo đun sôi cho sườn bò vô. Cái sườn bò này nó cũng rất là mềm, thơm nên chế biến rất là mau chín, cũng khoảng 5 đến 7 phút là chín rồi. Để tăng thêm hương vị thì cho thêm ít ăn thảo tươi vô. Vậy là gia vị cũng hoàn tất rồi, để chi tiết cho phần thêm sinh động thì mình cho thêm một miếng măng tây nè, lơ xanh. Vậy là xong rồi đó, lọc cho anh em một cây sườn bò tôm hóc như trong video bạn đang xem, nó tầm 5 đến 6 bạn đủ cho 3 4 người ăn. Sườn bò tôm hóc siêu to khổng lồ này có bán tại siêu thị tại Đức Quốc Bắc chỉ với 595k. Các bạn có nhu cầu vui lòng viết vào giỏ hàng hoặc link bên dưới để đặt hàng nhé.